Mùa xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Rất nhiều anh chị và các bạn đang quan tâm về cái mức giá của chiếc xe chỉ khoảng hơn 400 triệu. Thì hôm nay em đang có cho anh chị và các bạn một chiếc xe sản xuất là năm 2021. Với phiên bản em đang cập nhật cho anh chị và các bạn là Hyundai Accent phiên bản đặc biệt. Có ngoại thất màu đen, nội thất ghế hai màu rất đẹp và đáng để anh chị và các bạn cùng quan tâm. Xe đã lăn bánh với quãng đường là 41.000 km. Được bà chủ đi cũng khá là giữ gìn về tổng quan nội và ngoại thất của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo. Để đảm bảo an tâm cho anh chị và các bạn thì mình có thể mang xe vào hãng hoặc một bên thứ ba. Mình check test kiểm tra, tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn ngập nước, mang cái sự an tâm trong quá trình sử dụng của anh chị và các bạn. Xe đang có mặt tại cửa hàng Auto Tùng Lâm, số 77 Vũ Đức Thuận, Long Biên, Hà Nội. Các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng để mình lái thử trải nghiệm. Đấy, cửa hàng thì có cam kết rõ các hạng mục trên văn bản hợp đồng giấy tờ nên anh chị mua xe về cũng rất là an tâm. Các chi tiết đường led của chiếc xe thì em cũng sẽ quay đều đủ rõ ràng cho anh chị và các bạn có thể tham khảo về chất lượng của chiếc xe, giúp anh chị và các bạn ở xa mình sẽ tiết kiệm được cái thời gian đi lại, mình có thể cân đối một vài cửa hàng sau đó mình đi qua xem xe một thể, nó sẽ đỡ mất thời gian hơn. Đấy, cái thùng cốp của chiếc xe đây hay là những phần keo chỉ đinh tán của chiếc xe thì đảm bảo cho anh chị và các bạn trên văn bản không bị đâm va, không bị ngập nước anh chị nhé. Rồi là những cái phần bóng đèn hậu của chiếc xe vẫn còn rất là mới. Ở hàng ghế thứ hai thì nó sẽ có một cái không gian cho anh chị và các bạn ngồi rất là rộng rãi từ những phần cánh cửa đi vào anh chị ạ. Keo chỉ và những phần táp ly bọc da, những cái chi tiết ốp giả da. Đấy. Rất là hoàn hảo. Bậc lên xuống thì đã được ốp bảo vệ đầy đủ rồi. Và chất lượng của chiếc xe nó ra sao thì anh chị và các bạn có thể nhìn qua những con ốc bản lề để mình cùng cảm nhận và đánh giá. Ghế ngồi với hai tông màu cho anh chị và các bạn là đen và kem. Với hàng ghế thứ hai có trang bị 3 tựa đầu cũng như là cửa gió điều hòa trung tâm, cửa sổ trời. Không gian rất là thoáng anh chị ạ. Dây đai an toàn được trang bị đầy đủ hết. Và những cái tính năng trải nghiệm nhiều nhất của chiếc xe thì nó sẽ nằm ở ghế lái để cho người dùng có thể là sử dụng và thao tác những cái phím chức năng. Và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua. Ở phần cánh cửa thì nó sẽ có phím chức năng như là lên xuống kính và hệ thống chỉnh gương, gập gương auto, rồi là những các nó có chỉ gập gương thường thôi chứ cũng chưa được auto anh chị ạ. Ghế ngồi vẫn chỉnh cơ. Ở vô lăng của chiếc xe này nó sẽ có tích hợp cho anh chị và các bạn đầy đủ các chức năng set cruise, tăng chỉnh âm lượng, đàm thoại rảnh tay và rất nhiều các tiện ích khác nữa để anh chị và các bạn có thể trải nghiệm đầy đủ. Các bạn hãy qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và lái thử anh chị nhé. Các phần thông số tem mác của chiếc xe nó vẫn rất là đầy đủ cho anh chị và các bạn đây. Đấy, những phần gioăng cao su hay là cột kèo của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao. Chất lượng vô lăng, củ số cũng như là hệ thống màn hình của chiếc xe chị và các bạn có thể tham khảo. Phím bấm chức năng của chiếc xe nó vẫn còn rất là rõ nét. Phanh tay cơ, bệ tì tay. Chất lượng ghế lái, ghế phụ của chiếc xe. Đấy, những đường nét để anh chị và các bạn cùng khẳng định về chất lượng chiếc xe với em. Một chiếc xe rất là hoàn hảo về chức năng cũng như là khả năng vận hành vừa đủ. Máy thì sử dụng máy 1.4 nên cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe nó cũng rất là tuyệt vời, đáng để anh chị và các bạn cân nhắc và lựa chọn. Ở trong đây thì nó sẽ có những phần con ốc bản lề, những phần thanh răng mấu nối của chiếc xe để mình cùng cảm nhận qua. Mặt máy rồi là những cái chi tiết ốc dàn cò vẫn giữ được độ đẹp và độ nguyên bản. Chiếc xe Hyundai Accent sản xuất năm 2021, máy 1.4. Bản đặc biệt hiện đang được đơn vị chào bán với mức giá là 450 triệu. Giá vẫn còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe. Thời gian vay lãi suất cụ thể hãy liên hệ em.